Trong lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, các khối diễu binh, diễu hành do quân đội đảm nhận với các trang phục khác nhau sẽ cùng tái hiện khí thế hào hùng của chiến thắng lịch sử. Để bảo đảm quân phục, trang phục cho các lực lượng, các doanh nghiệp hậu cần đã chủ động kế hoạch tạo nguồn vật tư nguyên liệu, đầu tư trang thiết bị mới, trong đó tập trung ưu tiên cho sản xuất lễ phục K24 theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật mới ngay sau khi được giao kế hoạch, bảo đảm trước ngày hợp luyện tại Điện Biên, bàn giao cấp phát đầy đủ cho các đơn vị. Tất cả các phân xưởng của xí nghiệp đo may quân đội, công ty cổ phần X20 đã và đang được huy động tối đa cho nhiệm vụ sản xuất lễ phục K24 và các loại trang phục khác cho các khối diễu binh, diễu hành tại Điện Biên. Tất cả các mặt hàng này đều là hàng đo may, vì thế phải cắt từng bộ theo đúng số đo của cán bộ chiến sĩ. Quân trang phục vụ cho diễu duyệt thì nó có cái đặc thù là chúng tôi phải lên tận thao trường để xem các cái chiến sĩ luyện tập và trực tiếp lấy số đo của cán bộ chiến sĩ tại trên thao trường. Sau đó là chúng tôi về triển khai sản xuất và mang lên tận nơi để thử cho từng cán bộ chiến sĩ đảm bảo vừa vặn, thoải mái trong quá trình luyện tập cũng như là diễu duyệt. Lễ phục mới K24 có nhiều chi tiết mới, nên ngay sau khi được giao nhiệm vụ, công ty đã tổ chức tập huấn kỹ thuật, nhất là các chi tiết mới, khó cho các bộ phận, bảo đảm cắt chuẩn, may đúng. Việc càng gấp thì sự cẩn thận, tập trung lại càng phải cao trong từng đường kim mũi chỉ. Chi tiết tôi đang may đây là giữa là cái cơi túi, lắp với cả cơi phải vừa tít, thẳng chiêu, mà đều đường may của lắp với cả cơi là phải thẳng. Khi mình sản xuất thì mình phân truyền, mình phải tìm cái công nhân có tay nghề cao và có khéo tay, có chương trình trách nhiệm cao, vừa đảm bảo được cái năng suất, cái kỹ thuật và cái chất lượng của sản phẩm. Ngoài lễ phục K24, công ty cổ phần X20 còn đảm nhận đo may nhiều trang phục khác cho các khối như dân công hỏa tuyến, khối chiến sĩ Điện Biên. Mỗi mẫu trang phục có kiểu dáng, màu sắc khác nhau và đều được kiểm tra kỹ lưỡng từng chi tiết, bảo đảm mỗi bộ trang phục vừa với người sử dụng và góp phần tái hiện lịch sử qua từng chi tiết may, từng phụ kiện. Đối với áo chiến thủ thì ngay từ lúc chúng tôi chế mẫu cũng như là triển khai sản xuất để tuyên truyền ấy, thì tự nhiên là anh chị em nó có một cái sự hứng khởi nhất định, nhìn được những cái sản phẩm mà cha ông chúng ta đã làm nên lịch sử. Cho nên là các bạn ấy cũng rất là trân trọng cái sản phẩm đó. Thực tế triển khai sản xuất và nghiệm thu cái sản phẩm thì chúng tôi cũng thấy là nó cũng đạt được cái yêu cầu kỹ thuật trên của mong đợi. Sản phẩm rất là đẹp. Những bộ quân phục, trang phục sẽ được sử dụng trong lễ diễu binh, diễu hành sắp tới. Không những phải đẹp mà còn góp phần thể hiện được hình ảnh hào hùng của một đội quân chiến thắng, một dân tộc anh hùng. Đó là yêu cầu nhiệm vụ, cũng là niềm tự hào đặc biệt của những người làm nên những bộ trang phục ấy.